Và rõ ràng việc để những cánh rừng ngập mặn ở Nam Phú manh mún, chia cắt có một phần trách nhiệm không nhỏ của chính quyền địa phương. Nhưng cũng chính điều này được đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Bình nêu ra để lý giải cho việc thu hẹp diện tích khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải. Và với việc thu hẹp gần 90% diện tích, khu bảo tồn có nguy cơ bị xóa sổ. Dư luận cũng đang đặt rất nhiều dấu hỏi về việc liệu Thái Bình có đang đi ngược với các nghị quyết của Trung ương và Công ước quốc tế hay không. Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 6941 ban hành mới đây gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình nêu rõ quan điểm khu bảo tồn Tiền Hải được xác lập theo quyết định số 2159 ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình với diện tích 12.500 ha. Sau đó được chuyển tiếp thành khu dự trữ thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học tại quyết định số 1107 ngày 12 tháng 5 năm 2015. Của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố danh mục các khu bảo tồn. Đồng thời, khu bảo tồn Tiền Hải là di sản thiên nhiên theo quy định tại điểm A khoản 1, điều 20, Luật Bảo vệ môi trường, là vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển Châu thổ sông Hồng. Đại diện các tổ chức quốc tế về môi trường cho rằng, trong những năm gần đây, các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng khốc liệt hơn. Trong khi đó, các hệ sinh thái tự nhiên ven biển, đặc biệt là các dải rừng ngập mặn sẽ trở thành những lá chắn tốt nhất để bảo vệ sinh mạng, tài sản cũng như sinh kế của người dân ven biển. Các chuyên gia lo ngại tác động của việc mất đi hệ sinh thái rừng ngập mặn ảnh hưởng rất nhiều đến việc bảo vệ bờ biển và mục tiêu phòng hộ ven biển. Việt Nam đang nỗ lực không giảm đi rừng ngập mặn mà đang muốn trồng và tăng thêm cái diện tích đó. Ví dụ như ở Thái Bình trước đây tôi cũng biết là có những cái dự án liên quan đến việc bảo vệ và trồng rừng ngập mặn, nên là ở bên Nam Định cũng vậy, Ninh Bình cũng có những cái dự án như vậy. Và chúng ta hiện đang đầu tư rất mạnh về cái tất cả những nơi trước kia đã có rừng ngập mặn mà còn cái diện tích có thể phục hồi được thì chúng ta đang đầu tư rất nhiều, bao gồm cả vay vốn quốc tế để phục hồi việc này. Thì chắc chắn là cái việc giảm cái diện tích khu bảo tồn như vậy thì nó ảnh hưởng đến việc sinh sống và phát triển của cái loài động thực vật, gồm cả những loài di cư đang cư ngụ đó, và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nó sẽ gây ra những cái nguy cơ về sau đối với cái việc bảo vệ các cái đới bờ và cái vùng ven biển, đặc biệt là Châu thổ sông Hồng chúng ta là một cái vùng sản xuất lúa gạo quan trọng như vậy. Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng Sinh học cũng như nhiều chuyên gia môi trường cho rằng việc thu hẹp gần 90% diện tích khu bảo tồn Tiền Hải ảnh hưởng tới việc thực hiện mục tiêu nghị quyết số 24 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, nâng diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên lên 3 triệu ha. Ảnh hưởng tới nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là quản lý và bảo vệ tốt các hệ sinh thái biển, ven biển và hải đảo, tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt tối thiểu 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia. Quyết định của Thái Bình cũng ảnh hưởng tới việc thực hiện các cam kết của Việt Nam về bảo tồn đa dạng sinh học đối với quốc tế như Công ước Ramsar, Công ước Đa dạng Sinh học, Khung Đa dạng Sinh học Toàn cầu năm 2020, mục tiêu gia tăng diện tích các khu vực bảo tồn đa dạng sinh học. Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng Sinh học cho rằng, với các giá trị, vai trò và tầm quan trọng của khu bảo tồn Tiền Hải đối với tỉnh Thái Bình nói riêng và quốc gia, quốc tế nói chung, đồng thời tuân thủ các chủ trương, đường lối, chính sách và quy định pháp luật Việt Nam, cam kết quốc tế, khu bảo tồn Tiền Hải cần được tiếp tục duy trì và bảo vệ, đảm bảo nguyên tắc hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, không đánh đổi môi trường, lấy phát triển kinh tế.